Good morning quý vị, hãy có bên đây có bạn ở đường Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa là đường Cộng Hòa, hướng về ngã 6 Cộng Hòa, Sài Gòn, thuộc quận 1, ngay chợ Nancy quý vị. Sáng ngày 2 tháng 2 2018, trời Sài Gòn khoảng 27 độ C.
đường Hùng Vương, con đường mà Hải Cao Minh thích nhất. Cây cổ thụ đều đẹp như ha, mát. Đây là cây dầu, cây này nổi tiếng ở rừng Nam Bộ, rừng Đông Nam Bộ. Có cái hoa nó rơi, cánh sung trống nó xây xây đó. Cái trái là khách sạn Ecotourio, khu du lịch để đi xe tour này. Chợ Hồ Thị Kỷ bán đồ ăn. Bưng bún mắm có bông điềm điển ngon, nấu theo kiểu Nam Giang Campuchia. Đường Lê Hồng Phong, chuyện ngày xưa là bến xe hướng ra ngã bảy với thế nào.
bên phải là chung cư Lưu Gia Tự, ngày xưa là chung cư Minh Mạng. Thấy chung cư Sài Gòn sống chen chúc sát sát nhau vậy. Sáng xuống là cơm tấm, hủ tiếu, phở, bánh ướt đầy đủ. Rồi vô chợ ra quận 2 đi xem chung cư Minh Mạng. Một vòng chợ Sài Gòn mỗi ngày. Ngày mới tốt lành vui vẻ quý vị. Thank you. Hẹn gặp lại quý vị nha. Goodbye.